máy trộn bột 3,5 lít mô phỏng lại quá trình nhào bột thủ công, phục hồi sự khéo léo của mẹ. Dung tích 3,5 lít phù hợp với gia đình nhỏ. Cài đặt thời gian trên bảng điều khiển để máy tự động làm việc. Thiết kế tinh tế, nắp kính trong suốt dễ dàng quan sát quá trình trộn bột, cấu trúc nắp trong nắp, thêm thành phần nguyên liệu bất cứ lúc nào. Hỏa thích tạo hình, làm bánh tại nhà với nhiều loại khác nhau, thành nồi tráng chống dính, bột mịn, trộn đều mà không sợ dính, làm các món ăn tuyệt vời, dễ dàng, vệ sinh đơn giản. Với máy trộn bột, bạn đã có một bàn ăn đa dạng, thơm ngon.